Thank you.
Các bạn cần video về bộ số nào thì để lại comment nhé. Mình sẽ cố gắng tìm và làm video. Cảm ơn mọi người. Tham gia nhóm Facebook hướng dẫn nút số pizza ba băng để cùng nhau thảo luận nhé. Link nhóm có ở phần mô tả video. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Dũng Score Carambia. Hãy ủng hộ bằng cách nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký để theo dõi các video mới nhất. Xác định tọa độ của bi cát, lấy độ hở 1 và độ hở 2 của bi cát cộng lại, ta sẽ được điểm trúng. Chạm má 1/2 trái bi, FV3 như hình.
Các bạn cần video về bộ số nào thì để lại comment nhé. Mình sẽ cố gắng tìm và làm video. Cảm ơn mọi người. Tham gia nhóm Facebook hướng dẫn nút số bị... Oh,
Trước đây mình đã giới thiệu hệ thống 4 băng của Việt Nam, link có ở phần mô tả, các bạn có thể xem lại. Hôm nay mình giới thiệu hệ thống tương tự với FV 3 giờ. Lưu ý FV hướng 3 giờ cũng giống với FV 4 thông thường. Trước tiên, ta có các vị trí nút số như sau. Ta có điểm trúng được thể hiện màu vàng, gốc bi chu màu đỏ và điểm chạm màu xanh lá. Để có được điểm chạm, ta có công thức điểm chạm bằng gốc bi chủ trừ điểm trúng. Như ví dụ này, ta xác định điểm trúng là 15, gốc bi chủ là 35. Như vậy, theo công thức thì điểm chạm sẽ là 35 trừ 15, ta có điểm chạm bằng 20. FV hướng 3 giờ với hệ thống số này, FV là cố định. Ok, bây giờ cùng xem một số hình bi ví dụ nhé. Nhớ sử dụng FV hướng 3 giờ, lực tai 5 băng, ra cơ đẩy dài tay. Các bạn đang xem video trên kênh YouTube Dũng Soa Carambia. Nhớ bấm like, chia sẻ và bấm đăng ký để theo dõi các video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Các bạn đang xem video trên kênh YouTube Dũng Store Carambia. Nhớ bấm like, chia sẻ và bấm đăng ký để theo dõi các video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn cần video về bộ số nào thì để lại comment nhé. Mình sẽ cố gắng tìm và làm video. Cảm ơn mọi người. Ví dụ ta có hình bi này, công thức sẽ là góc bi chủ chia hàng bằng điểm trúng, nếu như chạm vào nút số 0 gần dầu ở băng dài và FV bằng 0. Mình sẽ minh họa bằng một vài hình bi sau đây để dễ hiểu hơn nhé. Chú ý, khi góc bi chủ lớn, giá trị 6 đến 8, thì ta hạ đầu cơ xuống tâm bi để tạo độ bạc ngang chính xác tránh bị nhào bi. Bây giờ, ta sẽ xét đến sự ảnh hưởng của FV và điểm chạm đối với điểm trúng. Ta có các FV như hình. Cứ tăng 2 FV thì điểm trúng sẽ tăng 1 và ngược lại cũng vậy. Với hình bi này, góc bi chủ là 4 chia 2 sẽ về 2, muốn về 3 thì ta sử dụng 2 FV thay vì không để điểm trúng tăng thêm 1 là về 3. Điểm chạm tăng 1 thì điểm trúng sẽ giảm 1. Với hình bi này muốn giảm điểm trúng từ 2,5 xuống 1,5 thì ta tăng điểm chạm. Chạm vào 1 thay vì chạm 0. We'll be right back.
Các bạn cần video về bộ số nào thì để lại comment nhé. Mình sẽ cố gắng tìm và làm video. Cảm ơn mọi người. Tham gia nhóm Facebook hướng dẫn nước số bị già bà băng để cùng nhau thảo luận nhé. Link nhóm có ở phần mô tả video. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Dũng Score Carambia. Hãy ủng hộ bằng cách nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký để theo dõi các video mới nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.